7 Tết rồi. Chừng bữa cuối rồi. Trời, cái gì mà à, vô sắm vàng. Bữa nay Phụng đi lại thăm nhà. Sáng giờ đi gì anh? Vòng vòng như đó. Ê, ông chủ rồi, ông chủ ở đây không? Chứ vô vậy chứ căng thẳng lắm, lắc vậy chứ nhiều khi cũng khó lắm. Thì không quen tay đồ này nọ nó cũng rớt mà lăn ở nhà tôi cũng nấu cũng khó bộ đây cũng hay này. Ở đây là địa chỉ là một đây nè, Thank you.
là đụng cái highlight này lên. Cái này kêu bằng món gì anh? À, cũng dạo. Lâu lâu về Việt Nam đi lại sớm chơi. Trời ơi, nó cứ mở lên. Chị thấy em hoài chị đó chứ. Dù mình muốn nói chuyện đó, biết sao nói đi. Tao chỉ về đây đâu có hiểu đâu, có xin số điện thoại cái gì đâu. Ủa giờ em còn làm đó không? Cũng quay sơ sơ vòng vòng. Nghe Phượng, em qua bển em làm mấy đó thì tưởng tượng đâu với quê mình. Ôi gì hả? Ờ, ủa cái cảnh thì bên Mỹ gì ta thấy nghèo vậy. Một chút cháu nói. Nè bà Dình nè, có xe hơi. À, thì Dình qua cái ở ngoài ấy, bọn nó vô đâu vô đó. Thì tao vô chứ. Ủa đã đi qua bên nước Mỹ mà sao mấy người nó khổ hoài vậy vậy? Kỳ vậy Phượng? Không hiểu Phượng? Hả? Sao vậy? Thì tại vì nhiều khi mỗi người mà vậy chứ ở Việt Nam chị cũng thấy đó, có người giàu người nghèo. Em ở đâu cũng vậy thôi. Em tư vấn mấy người đó cũng qua bển mấy chục năm mà tại sao kỳ vậy? Nghèo không có chỗ ở nữa. Kiểu tại vì người ta không có chí thú làm ăn. Vậy hả? Ở đâu cũng vậy, cũng có người giàu người nghèo chị ơi. Ở đây mà chị không làm thử rồi chị cũng đi xin ăn vậy. Đúng không? Trời, chị đâu có đâu. Bây giờ 10 người qua Mỹ thì khổ lắm, chừng người hai người thôi. Cái gì mà thấy khổ dữ vậy? Không, cái đó cũng xác suất ít thôi chị Duyên ơi. Cái đó là cũng người Việt Nam mình qua Mỹ nhiều lắm chị. Nhưng mà cái đó cũng phần trăm nhỏ xíu thôi. Em ở gần cái chỗ đó không? Nhà em ra đó khoảng 10 phút phải vậy đó hả? Không có nhiều đâu chị. Tại vì lâu lâu rồi, mấy người già cả rồi này nọ dưới rồi trước qua tinh thần không có độ ổn định rồi thấy lúc trẻ rồi thấy chị mẹ Hà Tị chơi vậy chứ mấy hôm trước chị cũng làm hai cái chậu với miền Tây cây bốn hả đây trong bất ngờ đụng từ cái chai vậy đó đi làm vậy đó từ thiện phải không với cho ông anh họ của bà nè bà chị chồng nè cái hộp đến hai chục nữa
mấy đứa con nuôi bỏ chạy thôi, bây giờ lấy đút cũng vô máy lạnh nữa. Thì thôi nó thôi để tao chịu cho. Có tiền mà làm từ thiện là thấy khá rồi. Làm phước, làm phước cho hai đứa con nói chung. Mà thấy đi bao nhiêu năm trở về cô không thấy thay đổi không? Không thay đổi, già rồi. Không có già đâu. Già rồi. Không, thấy còn ngon lành. Mày coi ông nào bấm là ba chị coi. Giờ hiện tại giờ chị có ông nào không? Không. Vậy gì hả? Thôi chưa ông năm nọc thì. Chị biết ông năm sầu riêng không? Không, mà bây giờ ông nào phải có giống như phải. Không phải chị ham tiền ham gì. Nhưng phải sao chứ người, nếu mà chui đầu vô khổ chịu đâu. Ông nào phải có sức phải không? Hả? Ông nào phải có sức phải không? Chị qua bển rồi sao có không được con chị theo đứa rồi được như vậy. Mày thấy chị ở đây có cơ ngơi vậy sống thấy bình dị bình dân mà thấy khỏe. Nói rồi. Chung là dở ngày thôi chứ bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi. Hai đứa nó thôi nói nó dở bước cái gì nó mà bước. Bước thử thôi. Ăn phở ăn gì nổi không mà bước. Chị có nghe em nói là em về đây mua nhà. Chị chỉ biết vậy thôi. Phương nào không? Phương nãy hả? Ừ, chứ đâu biết nha. Có thời gian là có cái bà đó bộ ghế đồ cũng ngon lành lắm nha. Cái đó là lừa nhà bả lại, mua của bả lại thôi. Bà nào? Cái nhà là hiện tại của em nè. Cái nhà của người ký hả? Ừ. Ở cái nhà đó em mua đầu tiên là có nhà đó. Bộ bàn ghế cây gỗ còn dữ dội lắm. Cái đó phải là mướn hay là không, bà bàn ghế cây gỗ, cái đó là nhà ở bên đường Bào Cát chị. Không, ở đây nè. Không, cái đó là ở đây không có cây gỗ ở bên Bào Cát. Em bên đó có hai căn nữa. À vậy ở nhà bên phía dưới chút. Bên Bào Cát, bên Tân Bình. À, dưới còn chỗ này nữa khác nữa chị. Vậy. Ủa sao nói gì với quê làm gì chứ? Mới làm chị tưởng với quê không? Cái nó nói bên Mỹ rồi bài mà trình kỹ đi. Trời ơi trời. Bắt đầu mới chiếu. Lúc mà em quay bắt đầu cái cảnh mà quay xe chạy bự bắt đầu chị mới như là hình dung lại đó. Tại mấy chỗ đó. Giống như để mua giác rồi này nọ đó. Em buôn chưa có ai biết gì đâu biết đâu. Ủa bự sao nó về quê nào nữa trời. Rồi sao này tivi hư không có tiền mua. Ở đâu? Vậy hả? Rồi không có coi nữa nè. Bây giờ bà chị nước ngoài của nó. Nó gửi vô trong thằng trăm. Bây giờ đã 2 năm nay mình ở đây là chết luôn. Chị thất nghiệp ghê lắm. Kinh tế chết luôn. Em biết mọi năm mà chợ lãnh lên thăng mình quầy đây là bông luộc lên đẹp lắm, cái quận 8 rồi. Hôm nay cũng sơi khác luôn. Khổ lắm. Cái nghiệp giả mang luôn. Con gì nó làm, thằng nhỏ nó làm dép á. Nó nằm nửa ngày. Rồi sắm làm cái gì? Sắm đi bộ đội xong, nó học lấy được cái bằng 12 cái đi bộ đội, cho đi bộ đội 2 năm. Đi cho xong. Cái về cái vô từng cái nhờ người ta đưa nó vô trong trường nhảy nó làm. Nó làm tâm lý. Nó làm cũng được 2 năm rồi. Lương tháng nhiêu? Lương bình quân của nó là chỉ có 7 triệu đổ lại thôi. Bạch nhớ không? Phượng ở đây nè. Trước sau 200 kia nữa. À, giờ cũng tới chạy trọng nha. Anh nhớ em hồi xưa không? Cái cảnh khổ lên. Bây giờ chị cũng có cái ăn ấy mà. Con nhỏ lớn nó làm cũng đưa tiền. Nhưng mà cái kiểu như chị không có thấy được chuyện quan trọng cái này. Bây giờ em có 100 minh đi cũng đâu có ai khen đâu. Chứ hồi ngày xưa nhớ không, mua người ta còn chằn trồ. Bây giờ em có mua cái tivi bự cỡ 100 minh ta cũng không dòm. Mà bây giờ em có mua cái tủ lạnh 15 triệu đi, em đẩy vô người ta cũng dòm cái gì thôi. Bây giờ người ta nghèo, ta cũng còn có cái tivi mà. Chuyện quan trọng này chị trong lòng chị có thích là có tiền. Có tiền cái này nọ để mình có cái gì á để cho con mình mã quyền thôi. Coi như là để dành dụm tiền cho con đó. Cái này là giặt hoài thăm. Cho con với con dâu phải không? Mà nó chưa chịu lấy vợ thôi. Tôi già rồi nó chưa chịu lấy vợ. Bình giờ năm nay con nhiêu tuổi Linh? Dạ con 22. 22 hả? Chừng nào lấy vợ? Ê, có cái chuyện gì làm không? Biết chó không? Em ở bên đây em không có làm. Tại nhà cửa em cho tao thuê. Vợ đang làm gì chưa? Không có làm gì hả? Làm dép quế lắm mà. Đi ra ngoài xin hỏi ngoài nhà hàng của ngoại coi cần phụ bếp rồi không? Khai lặt giặt rồi đó. Nó làm cũng ngày được 350 thôi mà. Tại cái công việc đó sang năm biết là làm dép còn đắt không? Cái còn giống như 2-3 năm nay cái gì đó.
chết luôn, kinh tế Việt Nam mình chết rồi phụ. Em có nghe không? Thế suy thoái phải không? Ờ, suy thoái luôn, suy thoái luôn. Được cái đó không vậy?
vô hay ai vô. Yeah.
đâu lên vậy anh? Ở Bến Tre luôn. Dạ. Thế này lên hồ nào vậy anh? Tôi lên cũng 23, 24. Dạ. Quá tay rồi, dưới quê lên quá trời tắt luôn. Có gì không thôi? Gái này bán ấy quá. Chợ bán trái cây, bán tắc, bán bông, bán hoa ở bến Bình Đông, quận 8. Hồi nãy giờ Phượng lo ha, lo chạy xe không đừ người luôn á. Ở bên cái khu Hải Thượng Lãn Ông á là bán mấy cái đồ mà treo ở trong nhà. Bên đây á là bán tắc rất là nhiều. Nhiều thì nó đỡ lắm, mình thì nông dân. Dạ.
Nói con thiệt. Nhìn đôi dép của bác là con biết là nông dân rồi. Bác ở Bến Tre mà ở khu vực nào? Ở Chợ Lách luôn. Chợ Lách Bến Tre. Chợ Lách. Em mời này mình đi lên là mình chở bằng ghe mình lên hay gì hay là mướn ghe lên bác? Mướn ghe là chở lên chứ. Vậy hả? Ghe vậy người ta chở ăn công bao nhiêu bác? Tính lên đây là 15 triệu. Dữ lắm cô ơi, rồi lô bọng phải tìm tức hôm đó ha. Tôi ngồi tôi bị trò nhức quá đứng luôn đó. Đứng luôn hả? Ghế đâu? Kìa. Có chuyện lại trò nhức quá đi. Dạ. Để con quay lên YouTube để lên trên mạng cho quảng cáo cho bác để coi có ai mua hay gì. Nếu mà người ta lên trên mạng người ta tìm bác ở dưới quê mua được không? Được, nếu có điều kiện hướng dẫn dùm cho về quê ta mua. Số điện thoại của bác là ở dưới quê là số mấy? Số điện thoại của địa chỉ là gì? Địa chỉ là gì? Địa chỉ ấp thì hai ấp mới nhập là nhớ là nha. Đi bác phải nhập không nhớ địa chỉ đó. Địa chỉ là Bà Thọ nhưng mà em vậy luôn. Đông Thọ. Sao địa chỉ sao nè, bác nhìn ở trên cái điện thoại nè. Ấp Đông Thọ, xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách. Tỉnh Bến Tre. Ờ, tỉnh Bến Tre. Bác tên gì? Tôi là Lũy, Trần Văn Lũy. Trần Văn Lũy hả? Ờ. Đi xuống với ấp gì bác? Ấp Đông Thọ. Ấp Đông Thọ. Ờ. Xã Vĩnh Hòa. Xã Vĩnh Hòa, tỉnh Bến Tre. Huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hết nổi vậy nè. Ờ, vậy.
có chân đụng không? Thì đúng rồi chị. Cái này mà giống như ở nhà mà mình tự chăm sóc chắc chắc không chăm sóc được. Cũng được, bên em sắp có đội ngũ kỹ thuật người ta hướng dẫn cái phương pháp. Dạ. Vào thời điểm nào thì dùng cái gì, bón cái phân gì và làm như thế nào. Nếu mà chị muốn chăm ở nhà thì không, chị mang tới công ty của em để em dưỡng, một năm sau chị mang về chơi lại thì mình sẽ tính cái phí dịch vụ đó. Vậy thí dụ mà một cái cây gì dịch vụ phải trả 5,5 triệu một năm. 5,5 triệu một năm. Dạ. Bên em là lo hết luôn. Dạ đúng rồi chị. Là tới năm là coi như là đi giao, đi giao hết em. Một cây này 5,5 triệu. Tôi nhớ 5,5 triệu một năm. Cái chậu này là đang bán bao nhiêu? Dạ 40 triệu. 40 triệu của cái này nha. Anh trời ơi, những cái gốc này đặc biệt lắm hả? Không có tiền thuê được. Cái cây này á, mà ở đây á, mấy anh này nói á, là thuê á, là 25 triệu tới 18 và nếu mà mua là 98 triệu. Còn nếu mà hồi nãy cái cây đó đó là chăm sóc nó là 5 triệu mà cái giá là hồi nãy là như 4 mấy triệu. Còn cái này mà muốn nếu mà mình mua mình vừa muốn người ta chăm sóc một năm á. Đẹp nhất đây rồi. Chăm sóc 10 triệu. Cái này chăm sóc 5-10 triệu. Cái Tết là lấy về chơi coi. 5-10 triệu. Khi mà tới chơi xong rồi mình chán rồi nó ta lên nó chở đem về ta chăm sóc. Tôi nhớ đâu dễ đâu, cái mai này là chục năm cái gốc này.